Đấy, ngồi đi. Đấy, tốt mất quả. Đấy, hôm nay hai cụ, một cụ 93, một cụ 90 này. Mọi người ơi, các cụ trường thọ. Thôi được rồi. Dạy mày xê ra. Ngược vòng rồi. Nhưng mà ông như này này cũng là trừ hết bà. Hả? Mà ông yếu thế nhìn vào nó xanh. Thấy không? Nhà. Chuồng cho cô hai chú khéo hay xong này chụp cả nhà kia tránh ra đừng lưu lẫn rồi đấy. Hai cục giờ. Chết thế nào? Chết thế nào? Chết thế nào? Chết thế nào? Chết thế mà không ngồi nữa, không ngồi nữa. Đâu, con này à, chứ đâu. Bác nhìn vào đây. Nhìn đây bác ơi. Quá đẹp luôn. Ok. Đưa ông Sơn nhá, đưa nhá. Bây giờ ngồi cái này này, cả nhà chụp cho cháu. Ba cùng nhìn đây đây, cho cái này này. Nhìn vào ảnh đây, cô ạ. Ba quay mặt nào đấy. Không nhìn thấy. Nhìn ảnh. Chụp hai ông bà thật và đây là bốn người. Bây giờ quan trọng nhất á là vẫn phải để cho bác rể khả này, bác đứng đây trong chụp ảnh cái. Hai bé. Bây giờ tôi này Thúy đây, máy của Thúy này, đây giá này. Máy ông Đặng ấy.